Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình sẽ cho bạn xem chiếc thùng loa mình mới đóng này. Đây là chiếc thùng loa mình mới đóng. Đấy, thùng loa này là lỗ lông hơi ở chân nhé. Đấy các bạn thấy. Mình đóng không đo đạc cẩn thận và không có thước vuông nên là đã bị vành, nhưng mà không sao. Đây mình chỉ để dùng tạm thôi, để cũng sắp đến Tết rồi mình làm loa để nghe nhạc Tết luôn. Đấy. Cái này chỉ có phá làng phá xóm thôi. Rất là đập rất là tức ngực nha, mình vừa thử cho loa vào thôi. Đấy. Loa này thì có một bát 30 nhá. Loa này chỉ dùng cho bát 30 nhá. Đấy, chiều rộng là 40 cm nhá. Đấy, bằng hai găng tay mình. Rồi, chiều cao là 60 nhá. 70 nhá. 70 cm nhá. Đây. Đấy. Chiều rộng cái này là dùng được bát 30 này. Đấy, cái này là để cho loa chung bát 20. Đấy. Mình chơi loa chung bát 20 luôn nhá. Đây là loa tép của mình, loa tép của mình rất là nhỏ. Tép. Nhưng mà từ nó rất là to. Từ nó là 100. Đấy. Đây là cái lỗ mình đục để nhét cái mạch giải mã MP3 nhé. Đấy, Bluetooth với lại giải mã thẻ nhớ ấy. Đấy. Đây, loa mình đóng theo kiểu thiết kế của loa JBL nhé. Đấy. Đấy, có đuôi ra sau đây. Đấy, cái này là mình dán keo này nhá. Đấy, rất bẩn. Đây là dán keo AB vào để cho thùng loa kín. Đấy. Đây. Đấy, cái này là dính hơi bẩn. Đây, nó vẫn hơi bị hở nên là mình cũng vá và dán cho keo AB vào nhá. Đấy, đây là phần sau loa. Đây. Sau loa thì mình đục một lỗ để cắm nguồn vào, một lỗ để tín hiệu âm thanh đi vào. Đấy, đây các bạn nhìn thấy mặt loa đây. Đây, đây chính là lỗ thông hơi của loa. Đấy, đây, ở trên này mình cho hở ra, cho nó thừa dài ra một tí nhá. Đấy, để cho nó nhìn nó đẹp hơn. Ở bên trong thì mình cũng đã bọc cho bông, lót bông vào trước nhá. Đấy, cái chăn bông mình là cắt ra. Đấy, mình lấy nét cho bạn xem. Đây. Đấy, bên trong này là thùng loa bị hở nên là mình dán bìa cắt tông. Đây là làm thủ công nhá, không phải là làm số lượng lớn nên là mình cũng làm như này thôi. Đấy, để chơi qua Tết thôi. Đấy. Đây, lót bông vào để nó ấm hơn nhá. Cái chăn bông mà mình cắt ra ấy, đây. Đấy, đỡ tốn tiền mua bông luôn. Mà cũng cũ mà không dùng nữa. Thời này chắc người ta cũng chẳng dùng chăn bông mấy nữa. Đây. Đấy. Và cái bên ngoài này mình sẽ dán nỉ nhé. Đấy, tí mình cho các bạn xem nhé. Đây, mình cắt bằng cưa tay với máy cưa cầm tay nhé. Đấy, đều là thủ công hết. Cắt thủ công hết nhé. Đấy, cắt tay luôn. Đấy, để tay mình đóng nhé. Rồi. Đây. Đấy, xem qua lần này nhé. Đấy, cho các bạn tham khảo, nếu muốn đóng thì đóng nhé. Đấy, làm cái này thì nó rất là ấm luôn nhé. Đấy, thùng loa và sâu thì nó cũng và sâu tầm khoảng 50 cm nhé. Đấy, được nửa mét nhé. Đấy. Rồi. Đấy, các bạn xem qua lần này nhé. Rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Rồi, video mình cũng kết thúc tại đây nhá. Đấy, nếu các bạn làm thì mình cũng cho tham khảo và chúc các bạn xem video vui vẻ nhé.